Xin chào các bạn, mình là Phan miền Tây đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ghép Lego hình hùng hư. Hãy theo tay mình nhé. Lego. Đầu tiên lắp ráp cái gì con phải giới thiệu cho bạn bè cùng nghe nha. Mình sẽ lắp ráp phần dưới của hùng hư. Từ từ thôi con, đừng lắp ráp nhanh quá bạn không thấy. Gắp cái cục này vô. Được nửa thùng thư chưa? Được. Mình đã gắp được nửa thùng thư. Giờ đậy nắp lại phải không? Đậy thùng thư lại. Cái nắp đâu mà con chỉ cho bạn xem nha. Cái nắp đậy cái này lại. Nè đó hả? Đậy cái hình vuông lớn này lại. Rồi để hư vô. Cái đó là thư hả? Những cái cục đâu đây? Cục nào là thư đâu? Mấy cái cục này là hư. Giả bộ nó là thư phải không? Rồi con bỏ thư vô đi. Còn hết? Hết. Rồi có đóng nắp lại chưa? Đóng nắp thư, hộp thư. Thùng thư để như thế nào? Thùng thư để như thế nào? Để như thế nào là hợp lý? Để vậy hả? Để vậy rớt thư không? Không. Rồi để thư vậy hả? Lấy thư ra sao? Lắc lại. À đúng rồi. Quá giỏi. Xin chào. Tạm biệt các bạn. Nếu các bạn yêu thích mình thì hãy nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin mới. Kết thúc.